Xin chào tất cả các anh em, tôi là Navu đây. Thì hiện tại thì Navu vẫn đang ở Sài Gòn, chỗ này là Cityland của quận Gò Vấp. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một mẫu xe độ vô cùng nguy hiểm. Bản độ này có tên là Quỷ Đỏ, nghe đã thấy có gì đấy đúng là nguy hiểm rồi. Thế nên là Navu mới đặt ở cái chỗ này. Mình mới gọi là liều mình đặt xe ở cái khu vực gọi là cũng có thể coi là nguy hiểm để mà review xe cho anh em. Ok, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết nhé. Exciter Quỷ Đỏ. Tại sao mình lại nói nó là Quỷ Đỏ, em có hiểu không? Bởi vì ở đây có một chữ Monster. Monster có nghĩa là quái vật đấy. Quái vật hay là con quỷ đấy. Đấy. Và cái tông màu của nó là tông màu màu đỏ chiếm nhiều hơn, cũng có pha một chút đen nữa. Thế nên mình có thể tạm gọi nó là Quỷ Đỏ. Thực ra thì chủ xe cũng chưa có một cái tên chính thức đâu. Cái tên này là mình ngẫu nhiên mình đặt tên cho nó thôi. Về tổng quan mà nói thì đây là một chiếc xe mình cảm thấy là pha màu khá là hài hòa, khá là đẹp. Đây anh em xem này, cái phần chuyển từ đen sang đỏ nó được làm mờ dần này. Nó không bị cảm giác như kiểu chuyển màu một cách vội vã, mà nó làm một cách rất là hài hòa, từ chuyển từ tông này sang tông kia. Đen và đỏ được phối lại, nó nhìn nó rất là hợp nhau, nó hòa quyện vào nhau, nhìn nó vô cùng là kiểu nó hợp nhau ấy, kiểu vậy. Ok, chúng ta sẽ cùng ngắm một vài cái đồ chơi trên xe nhá. Chiếc xe này thì được chế tác bởi anh Hùng BK. Hùng BK đây. Ở đây có cái tem bằng carbon này anh em này, Hùng BK. Đây là số điện thoại. Anh em nào mà đam mê độ xe thì có thể liên hệ với anh Hùng BK để có thể trang bị cho những cái đồ chơi cho chiếc xe của mình, cho người vợ hai của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là điểm qua một vài những cái đồ chơi ở trên chiếc xe này. Thì Navu đang ở gần đây nhất thì mình sẽ bắt đầu luôn từ đây nhá. Nhưng mình thấy ở đây là phần cùm phanh. Con này như mình thấy là của Ducati này. Cái cùm này là cùm zin của Ducati, được tháo từ Ducati ra. Bên kia chắc là như vậy rồi. Thường nó sẽ làm đồng bộ. Đấy, anh em thấy không? Có cái chữ, cái ký hiệu này là ký hiệu của Brembo này. Anh em nhìn góc góc này. Và thường những cái mẫu Ducati nó hay trang bị những cái cùm như này. Đây là bình dầu Brembo luôn này. Bình dầu Brembo, cái nắp nhôm CNC. Cái ký hiệu này nhá, là của Brembo nhá, anh em nhá. Phần dàn đầu của nó thì đồng hồ vẫn là đồng hồ zin. Và phần cùm tăng tốc của nó cũng được thay đổi rồi. Cùm này là cùm Domino. Và anh em thấy cái phần dây ga này. Dây ga là dây ga Titan nhá. Đấy. Đây là dây ga, cái ống ga Titan nối ra đây. Đấy, cái cốc dầu ở bên này cũng là cốc dầu Brembo luôn, nó giống bên kia. Đó, tại sao lại có hai cốc dầu? Đây là dầu, cốc dầu phanh nhá, còn đây là cốc dầu của tay côn. Ducati thì nó chạy côn dầu, thế nên là nó cần thêm một cái bình dầu bên này nữa. Dành cho anh em nào không hiểu, bình thường những xe bình thường nó dùng côn dây. Thì xe này nó đã độ lại côn dầu rồi, bóp nó nhẹ hơn rất là nhiều, đi nó nhẹ lắm. Anh em nhìn nhá. Navu dùng một ngón út anh cũng bóp được cái côn. Rất là nhẹ luôn. Xe thì cũng đã được lên trợ lực cổ. Đây, trợ lực cổ của Olin. Lắp cái pad ở đây. Đó. Anh em nào đi tốc độ cao thì hoàn toàn có thể yên tâm về cái sự ổn định của nó. Tại sao mà chủ xe lại phải độ thêm một cái trợ lực như này? Bởi vì xe này đã được làm lại máy rồi. Xe này chạy không kém gì những chiếc xe Zino, thậm chí nó còn chạy nhanh hơn vì xe này đã được làm lại trái 62. Nói chung là xe của các anh em trong Nam ấy thì hầu như xe nào cũng lên trái cả. Theo như mình thấy, đã độ là kiểu gì phải lên trái thôi. Đây là Navu đang ở trong Nam nhá. Đây là khu đô thị Cityland của quận Gò Vấp. Anh em đừng nghĩ là mình đang ở đâu đó ở Hà Nội nhá. Chỗ này là đang ở Sài Gòn. Navu đang ở trong một cái chuyến đi du lịch ở Sài Gòn cùng nhiều anh em kết hợp công việc. Thì đây là một chiếc xe của một đội anh em ở khu vực Sài Gòn này. Nãy giờ mình đang nói dở phần đầu rồi đúng không? Ở đây mình thấy có một miếng gọi là miếng carbon này. Miếng carbon này thì mình thấy có cái vân mờ mờ theo cái họa tiết của là ADN ấy. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp xuống phần mặt nạ. Cái mặt nạ này thì đã được chế mủ anh em nhé. Đây, anh em xem những cái đường thiết kế tạo hình của phần miếng nhựa này không còn là nguyên bản nữa. Nó được chế lại phần nào? Thứ nhất là cái phần này, nó có cái hốc ở đây. Đấy, một cái hốc như kiểu là thêm một cái tầng nhựa nữa để tạo cho nó một cái khe gọi là khe hút gió. Ẩn sâu đây có hai cái hốc để gọi là chế thêm cái đèn trợ sáng ở đây.
Ở đây thì có một cái hốc hút gió nữa, anh em xem, nó có cái phần là đan lưới ở bên trong. À, cái này cảm giác như kiểu vây cá mập ấy, nhìn nó khiến cho cái phần đầu xe nó trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, anh em thấy không? Phải công nhận không? Nếu không có cái này thì nó cũng nói chung là cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà chủ xe nghĩ ra cái ý tưởng làm cái hốc như này làm cho nó trở nên gọi là nguy hiểm hơn rất nhiều. Navu rất là thích cái phần này. Một trong những cái điểm tạo nên cái sự khác biệt cho phần đầu xe. Đấy, anh em xem cái phần đèn hiếc vẫn giữ zin. Đấy, tuy nhiên nó làm ở đây anh em thấy có một cái phần rè chắn bùn cũng là carbon này. Đấy, cái này là carbon xịn nha anh em nhé. Bao giờ carbon thật nó cũng sẽ cho một cái độ bọc nó khác so với những cái gọi là đề can carbon hoặc là giả carbon, thì nó sẽ không tạo được cái độ bóng thật như này. Đấy, cái này là không thể làm giả được. Ở đây có một cây phuộc, nó rất là đẹp. Mình nhìn qua thì mình cũng không đoán được là nó tháo từ xe gì đâu. Mình phải đi hỏi thì mới biết được là đây là cây phuộc của TFX. Anh em bất ngờ không? Được tháo từ một chiếc TFX 150. TFX thì cho anh em biết rồi, nó có cây phuộc vàng rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên thì cái phần này anh em nhìn nó sai sai đúng không? Cái này nó không phải là phần chân phuộc của TFX. Cái này thì nó là chân phuộc được gia công CNC. Lúc đầu mình nhìn mình còn đoán nhầm mà, được tháo từ một chiếc phân khối lớn phải 1000cc nào đấy. Thế nhưng mà thực ra là không phải. Đấy, anh em nhìn cái đường kính phuộc thì nó cũng không to, không to lắm. Những chiếc 1000cc thì cái đường kính phuộc nó sẽ to hơn. Còn đây thì cái đường kính phuộc này anh em xem, nó cũng khá tương đối thôi. Nói chung là lắp lên Exciter mình thấy cũng khá là vừa vặn. Trông nó cũng không đến nỗi là yếu xe đâu. Dù sao thì nó vẫn to hơn phuộc zin nên nó cũng rất là hài hòa. Mà theo mình nghĩ là với những cây phuộc như này đi nó còn ổn định hơn. Bởi vì những cây phuộc to quá thì có thể khiến đầu xe nó bị nặng. Ở đây có phần heo dầu hay gọi là kẹp phanh đấy của Brembo. Con này là M50, Brembo M50. Đĩa này cũng là đĩa Brembo luôn. Ở đây thì có một cái phần chống đổ nữa. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đi tiếp nào. Đây, anh em nhìn xem cái phần két nước nó to không? Két nước của con này, két nước này, két nước X1R nhá. Mình vừa hỏi là X1R. Đó, có phần lưới tản nhiệt bằng thép này. Cái két nước to và nó là kiểu nó dạng bo cong này này. Đây anh em thấy lấp ló một cái gì đấy. Đây chính là cổ titan. Con này nó được lên full titan rồi. Full ống xả titan này anh em xem. Nhìn nó rất là đẹp. Cảm giác như kiểu một con rắn bảy màu nó đang trườn trên xe ấy, anh em thấy không? Bô của xe thì là bô Akabovic thì âm thanh nó cho ra vừa phải thôi. Cũng sẽ không quá rát tai. Nói chung là mình cũng khá là vừa vặn, bởi vì một chiếc xe to này thì lên một cây bô dài như này thì mình nghĩ cũng khá là phù hợp thôi. Chúng ta sẽ sang bên này nhá, để ngắm xem nó có những cái đồ chơi gì nữa. Ok, một cặp gọi là ô long vàng chóe. Ok, đây là cái bình dầu thôi, còn cái phuộc thì nó đặt ở đây cơ. Nó đã được chế lại part, bắt vào phần gắp ở trên xe. Gắp này là gắp của Ducati 899. Đây, gắp này là gắp Ducati 899 nhá. Anh em có thể là cũng khá là quen thuộc khi mà mình giới thiệu rất là nhiều những mẫu Exciter được độ gắp này rồi. Thì đây cũng là một bản độ được phối trên bộ gắp của Ducati. Mình thấy ở đây có phần các te chắn xích cũng là bằng làm bằng carbon luôn. Rồi các con tán cũng là bằng titan này. Đấy, nhung sên đĩa cũng được làm lại. Ok, về cơ bản là như vậy. Chúng ta sẽ xem cái phần chỗ ngồi nó có gì thay đổi không. Toàn bộ phần thân trên của xe thì mình cảm thấy là nó cũng hầu như là giữ nguyên bản. Đấy, cái cảng sau, dắt tay, tay dắt của nó thì nó cũng vẫn là giữ nguyên thôi. Có phần yên này, phần độ lại này. Cái yên zin của Exciter thì mình thấy có vẻ hơi trơn, là nó làm bằng kiểu, đúng là kiểu da trơn đấy. Con này nó là da sần thì có lẽ là nó ngồi nó sẽ bám hơn một chút. Và mình cảm thấy như là phần đệm bên trong cũng được làm lại rồi. Ngồi chắc chắn sẽ êm hơn nhiều. Ok, ở đây có một cái phần nữa anh em cùng xem nhá. Nó là cái phần đèn hậu được làm lại này. Đấy, nó là đèn hậu tích hợp xi nhan nhá. Anh em không cần phải lắp một cái xi nhan phụ ở đây nữa. Anh em lắp một cái đèn hậu này là xong. Có khi sắp tới là mình cũng phải mua cái đèn này lắp cho con X của mình nhỉ. Trông nó rất là gọn gàng ấy. Ok, chúng ta sẽ cùng cưỡi con quỷ đỏ này xem thế nào nhá.
xuống xe rồi. Anh em muốn nghe lại tiếng bô không? Về cơ bản thì tiếng bô AK là như thế, nó không quá là ầm ĩ đúng không? Chiếc xe này thì mình cũng chỉ có thể chạy một vài vòng quanh khu đô thị thôi, cũng không thể chạy ra đường lớn được. Bởi vì mình không mang mũ bảo hiểm ấy, nên là chỉ có thể chạy nhẹ nhàng quanh vài khu nhà ở đây. Tuy nhiên mình có thể cảm nhận nhanh cho anh em được là chiếc xe này rất là cao. Khi mà độ gấp, phuộc và yên như này thì làm cho cái chiều cao yên tăng lên đáng kể đấy. Tuy nhiên đổi lại thì xe đi cũng khá là nhẹ, bởi vì xe đã được làm lại máy. Con này là làm máy 62 nhá, đi bốc lắm. Ở đây còn cái cùm tăng tốc Domino nữa anh em thấy này. Đấy, cùng tăng tốc này là nó rút ngắn hành trình ga so với những xe bình thường. Có nghĩa là hết một vòng ga của nó này. Đấy, vòng ga nó rất là ngắn anh em xem nhé. Đấy, tí là đã hết vòng ga rồi. Thế nên anh em chỉ nhích này thôi là xe nó vọt lên, đi cực kỳ là bốc. Đấy, con này mà ra đường trường là đi cũng kinh khủng đấy. Chỉ tiếc là mình chỉ có thể trải nghiệm quanh quanh đây thôi. Đấy, chủ yếu là show cho anh em đồ chơi là chính. Rất là nhiều đồ chơi khủng được độ bởi shop anh hùng BK. Còn anh em thấy sao? Anh em thấy thế nào về cái bản độ này thì có thể cho ý kiến ở dưới phần bình luận của video nhé. Ok, quả là một chiếc xe rất là nguy hiểm đúng không nào? Nguy hiểm từ cái tên gọi cho đến màu sắc, cũng như là những cái món đồ chơi được độ trên xe. Còn bây giờ thì thời lượng của vlog này cũng khá là dài rồi. Trong vlog tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm con Exciter độ rất là khủng nữa, cũng của anh Hùng BK luôn. Thì anh em hãy tiếp tục đón xem nhé. Đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh em.